mầm gốc làm cây trên thân đi ngọn. Cây vẫn đi ngọn luôn. Cây xuống hết rồi. Cây sử dụng thuốc cây kỳ này. Đấy. Này là nó như một bông hoa luôn rồi. Bộ mầm gốc của nó. Sọc âm dương này. Rồi đây. Bộ mầm gốc nó như cái mạ hoặc là như mấy con ròi mà nó lúc nhúc lên ấy. Đấy, như thế này. Chào các bác nha. Hôm nay là dặm lại các cái kỳ mà về mà em ưa mừng cái thuốc của nhà chế, dặm lại cho nó mắt nào nó lì nó lâu nó chưa lên ấy thì mình bôi lại. Như các bác mua thuốc của em rồi ấy thì ví dụ như các mắt như thế này ấy nó chưa lên thì các bác cứ bôi thêm nó vào. Nói chung là bôi nhiều ấy thì tốn thuốc của mình thôi. Cái nào nó lên như thế này rồi ấy thì thôi, không có bôi nó nữa. Bôi là nó cháy lá. Còn nếu như mà mắt nào mà cảm thấy nó chưa lên ấy, mình cứ bôi nó vào, không có sao hết. Đây này, những cái mắt như thế này là mình cứ nhỏ trực tiếp nó vào. Chủ yếu là nếu như mà ở ngoài miền Bắc hiện tại bây giờ thì đang đang mùa lạnh rồi ấy, thì mình bôi như thế này nó sẽ không không có hiệu quả. Mình sẽ phải có phòng riêng. Đây, như các cái mắt này, cái này em xài cho sọc được ấy thì xài cho va được các bác nhé. Mắt này này, mình thấy không? Đó. Nhỏ xíu như thế này bôi là cũng lên. Nó tùy từng mắt, mắt nào càng dài thì nó lên càng nhanh, còn như thế này thì những cái mắt như thế này mắt non như thế này thì vẫn lên được. Cái này em cam kết là làm đủ 3 kỳ cho khách. Cái này là em làm đủ được 3 kỳ cho khách, kỳ âm dương, cam kết luôn, không có sợ. Mình nhà sản xuất mà mình tin tưởng vào cái thuốc của mình thì mình sợ gì đâu. Nên nó nhú lên như thế này thì vẫn bôi này. Cho các bác thấy được cái tỷ lệ lên của nó thì nó rõ được. Ví dụ như mắt mới xíu như thế này là sưng cả hai đầu rồi này. Đấy, sưng cả hai đầu này. Rồi chút xíu như thế này thôi. Cái này là cái đầu ngọn này. Xíu đầu ngọn này. Bé như que tăm luôn. Là cũng sưng rồi đây này. Đấy. Thuốc này là em hiện tại đang bán 100k một lọ nhé.
100k một lọ như thế này là làm kia làm mầm gốc. Còn nếu muốn làm hoa ấy, muốn làm hoa thì phơi nắng cho nó, làm hoa trên thân đang đi ngọn, đúng không? Còn nếu như nhỏ vào ngọn thuốc này không được, thuốc này làm hoa mà đang đi ngọn không được, à, thân ngọn đấy, thân ngọn mà phình ra mà làm thuốc này không được, cháy, nó cháy cái đầu luôn. Mỗi loại thuốc nó có một cái đặc tính. Thuốc của em ấy thì các bác hạn chế bôi ban ngày, đừng có bôi ban ngày, nắng vào là nó cháy. Còn em cứ phải lọ mọ ban đêm này đây. Thực ra là nó sưng hết rồi ấy, thì mình bôi bôi dặm nó lại. Nó mọc cái tỷ lệ như thế này này. Mình coi như là một cái khúc mà muốn vứt đi rồi ấy, mà nó mọc như thế này. Thì các bạn biết cái độ hiệu quả nó như thế nào. Cái kỳ yếu mà mình làm nó sống lại. Này. Mắt số đỏ đây, mắt số đỏ bôi là sưng rồi này. Còn đây là hàng gọi như là hàng còn đắt đắt đỏ hơn là số đỏ. Bên tím đây, bên tím đây. Tức hết rồi đó. Chắc là các bác mà ươm ấy thì nếu mà ươm bên tím thì chắc là không không có dám cắt một khúc nhỏ ngắn như thế này đâu. Em dám cắt đó. Vì em tự tin vào cái thuốc của mình. Này một khúc nhỏ xíu này ngày xưa 30 triệu hồng mỹ nhân, này hồng mỹ nhân luôn. Đang ngắm vườn ban đêm nhé. Ban đêm mà soi đèn là rực rỡ. Thành quả của thuốc Kiki lúc nãy đó dành dành cho phát tài mà dành cho hàng va thì cũng được. Số đỏ này mình chấm thuốc ở đâu là lên đó. Nhìn cái bộ mầm gốc là thấy sợ rồi đấy. Nó như là mấy con giòi ấy. Không có sợ mất sọc cái gì hết đấy. Sọc là theo cái gen của nó. Còn nếu như mà thuốc Kiki này nọ thì mình xài nếu không đúng thì là do ảnh hưởng của thuốc Kiki á, nó cũng mất sọc.